Xin chào anh chị, em là Thu Nhiên bên nhà đất Huyền Trang. Thì hiện tại là em đang ở xã Đông Hòa của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Thì cái con đường mà em đang đứng á, đường này là đường tỉnh lộ 876 nha. Thì ở trên mặt tiền đường tỉnh lộ này luôn có một căn nhà đang bán, em sẽ giới thiệu cho anh chị xem nha. Thì trước tiên là em sẽ giới thiệu về con đường trước ha. Thì cái hướng ở bên đây á, anh chị đi thẳng ra tầm khoảng 1,2 cây số thôi là mình sẽ tới ngay chỗ quốc lộ 1A á. Ngay chỗ cái khúc mà ngã đa, người ta hay gọi là ngã ba Đông Hòa đó anh chị, là tới đó ha, là khoảng 1,2 cây số thôi nha. Đó, còn cái hướng ngược lại của mình á, nó cái hướng ở bên đây là mình sẽ đi ra ngoài chợ Vĩnh Kim nè. Đây, cái hướng ở bên đây là anh chị đi tầm khoảng 2-3 cây số nữa thôi là mình cũng sẽ tới chợ Vĩnh Kim rồi ha. Thì cái căn nhà mà hôm nay em muốn giới thiệu cho anh chị á là cái căn nhà này nè. Đó, anh chị có thấy cái căn nhà bự bự mà có cái nhà yến này không? Đó, căn nhà rất là hoành tráng luôn ha. Ngay đây là trung tâm của xã Đông Hòa luôn nha anh chị, sát bên chợ, trường học đầy đủ hết luôn. Đây, ở bên đây, đây anh chị xem nè, đây là trường tiểu học Đông Hòa ha. Xong rồi mình đi lại tầm khoảng 100m thôi là tới nhà của mình rồi. Đó là căn nhà của mình, là căn nhà này nè. Rồi kế bên nhà mình là có bách quá xanh nè, có điện máy xanh, thế giới di động rồi nè ha. Rồi có trường trung học cơ sở Đông Hòa luôn, ủy ban trạm y tế là cách nhà mình có mấy chục mét thôi à. Nó căn nhà mình là ở đây nè, chợ, trường học, ủy ban là nó nằm ở đây nè. Nó cách có mấy trăm mét, có mấy chục mét nè. Vị trí này rất là đẹp luôn nha anh chị, rất là sung luôn á. Đây, thì căn nhà mà hôm nay em giới thiệu cho anh chị là cái căn nhà này nè. Đó, nhà này ha, rất là hoành tráng luôn ha. Để em sẽ đó, em quay sơ sơ vòng vòng ở đây xong rồi em vô quay nhà nha. Đây, sát bên cặp vách nhà mình luôn là bách quá xanh nè, điện máy xanh nè, chợ là nằm ở ngay đây nè, ngay chỗ cái bảng đỏ đỏ này nè, là chợ, ủy ban, trạm y tế luôn á. Ủy ban với trạm y tế là nó sẽ nằm ở bên đây nè. Đó. Rồi thì để em sẽ đi vô em quay nhà cho anh chị xem nha. Thì nhà của mình á, có ở trong sổ á, là chị chủ nói trong sổ á, là thể hiện diện tích đó là 230m², thì trong đó bề ngang á, là khoảng 10m, còn chiều dài là khoảng 23m nha. Còn cái phần mà hành lang lộ giới ở ngoài đây á, là chưa có thể hiện trong sổ, do là sổ này cũng là sổ cũ á. Thì khi mà anh chị mua căn nhà này nè, đo đạt lại á, là cái sổ mới là sẽ có thể hiện cái mốc hành lang lộ giới luôn nha. Thì bề ngang à, cái phần ở cái phần phía trước này là cái phần hành lang lộ giới á, thì anh chị chủ á chỉ có một cái mái che tiền chế thôi. Tường thì xây kiên cố nha, nhưng mà nóc anh chị xem nè, là một cái mái che đồ cũng khá là kiên cố luôn, để đậu xe rồi nè ha. Đó, thì bề ngang mà từ ở cái mí ở bên đây nè, mình đo dài qua cái phần ở bên đây tới hết cái mí với tường trắng này là khoảng 10m nha. Còn chiều sâu á mà tính 23m á, là anh chị chủ tính từ ngay chỗ cái vị trí mà cất nhà kiên cố là từ cây cột này đi vô á. Còn cái phần ở ngoài đây á, là hồi nãy em cũng có đo hạo hạo thử á, là khoảng 11 đến 12m nha. Là từ ngay chỗ cái vị trí ở ngoài đây nè, đi vô tới ngay chỗ cái cây cột mà nhà kiên cố là khoảng 11-12m á. Thì cái phần đó hiện tại nó chưa có thể hiện trong sổ à, tại vì do sổ này cũng là sổ cũ, thì mới mốt quá sổ á, khi mà mình mua thì sẽ đo đạt lại nha. Nhà thì xây rất là hoành tráng, rất là đẹp luôn. Đây nè, gạch là dán lên tới nóc luôn nha. Đó, nhà thì buôn bán nè. Mặt tiền này rất là đẹp luôn, sát bên chợ, trường học luôn, cách có mấy chục mét nè. Mở ra mua bán là rất là thuận lợi luôn ha. Đây, ở ngoài thì là một cái mái che để đậu xe, để mua bán. Còn ở trong nhà thì ở anh chị cất là một trệt một lầu, trong đó là có cái nhà yến luôn nha. Thì nhà này xây rất là kiên cố luôn, anh chị chủ nói là bây giờ anh chị muốn lên mấy lầu nữa cũng được hết, thoải mái luôn ha.
Đó, nhà rất là đẹp ha. À, bề dài mà khoảng 23m á, là sẽ tính từ cái chỗ vị trí cây cột này nè anh chị. Từ đây nè, mình đo dài tới cái mấy cái tường ở phía sau là khoảng 23, còn chiều ngang là 10m nha. À, ủa chị chủ đâu rồi? Để em vô em hỏi giá coi chị chủ chốt giá bao nhiêu. Tao mất chiêu rồi. Ủa chị chủ đâu rồi ta? Đó, nhà là dán gạch lên tới nóc luôn anh chị xem nè. Trời ơi rất là hoành tráng luôn ha. À, cái này á là chỉ bán nhà thôi nha, còn đồ nội thất á thì chị sẽ dọn đi. Còn như là cái tủ rượu này nè thì sẽ để tặng lại cho anh chị nha. Chứ còn bàn ghế này kia thì sẽ đem đi hết luôn ha. Đây, dán lên tới nóc luôn nè. Tầng trên, tầng dưới vậy em thấy cũng dán gạch lên tới nóc luôn, ngon lành luôn. Bên đây á thì có cửa sổ luôn nè. Đó, cửa sổ nhìn ra bên hông nè ha. À, kiến này là kiến cường lực đúng không anh? Đây anh chị xem nè, nhà thì gắn cửa kiến cường lực nè, rất là đẹp luôn ha. Nhà thì nhìn rất là sang luôn. Nhà này thì cũng mới xây xong đây thôi à. À, cái này thì hiện tại đất của mình á, nhà mình là đất cây lâu năm chưa có thổ cư. Thì do là ngày xưa chị chủ mua, chị chủ định á, là sau này sẽ để lại ở, với lại để cho con thôi, không có ý định là sẽ bán đâu. Nhưng mà bây giờ thì nói chung là cũng khó khăn, cần tiền để xoay sở công việc á, cho nên là mới kêu bán. Thì không biết chị đâu mất kêu rồi ta. À, chị chủ nói là kêu giá là 13 tỷ, giá cả thì sẽ còn thương lượng nữa. Anh chị đi xem á, thì mình sẽ gặp trực tiếp với anh chị chủ nhà để mà thương lượng giá cả luôn. À, giá là 13 tỷ, thì đất là cây lâu năm cho nên là chị chủ nói á, thì cái giá này là còn thương lượng. Thương lượng á, thì còn nếu như mà anh chị muốn lên thổ cư á, thì bên anh chị chủ sẽ hỗ trợ và sẽ phụ cái phần tiền thổ cư cho anh chị. Đây là ở phía sau. À, bên đây là không gian nhà bếp nè. Nó không gian nhà bếp rồi cũng khá là rộng rãi luôn. Nói chung là nhà mình rộng thoáng lắm. Ở phần dưới đây là chỗ để rửa chén đồ này kia nè. Toilet đồ ha. Chị, nãy chị nói chị chốt giá nhiêu? 13 tỷ. 13 tỷ, 13 tỷ còn thương lượng không? Thương lượng chút đỉnh. Thương lượng chút đỉnh rồi ạ. Ok chị, cảm ơn chị. Chị chủ nói là 13 tỷ còn thương lượng chút đỉnh nữa nha anh chị. Đây, nó là cái phần ở phía sau mình cũng rất là rộng luôn nè. Nói chung là nhà của mình em thấy rất là đẹp, rất là hoành tráng luôn á. Nhà là dán gạch lên tới nóc hết luôn nha. Một, dạ, một trệt một lầu luôn. Bên đây là toilet nè. Trời ơi, toilet mà cũng rộng nữa anh chị xem nè. Nó rộng rãi thoải mái ha, vô tư luôn. Đây. Rồi thì bây giờ để em sẽ đi lên trên lầu nha. Rồi anh chị xem nè, dán gạch là dán từ ở cái phần dưới luôn á, mà dán cao lên tới nóc luôn nè. Nhà một trệt một lầu mà dán lên tới trên luôn anh chị xem nè. Trời ơi, nổi cái phần tiền gạch này không là cũng quá trời luôn rồi nha. Ở đây là còn nguyên một cái không gian này rất là rộng luôn nè. Còn đây là cái cầu thang là để đi lên trên nhà Yến á. Thì cái nhà Yến này là anh chị cũng mới xây dựng xong thôi, cũng bắt đầu đưa vô hoạt động cho nên là hiện tại cũng chưa có Yến nha. Đó, bên đây xây em thấy cái màu gạch rất là đẹp luôn nè.
Cái này là cầu thang để đi lên trên nhà Yến nha anh chị. Đây, đây là cái phần nhà Yến của mình nè. Đó, nhà Yến của mình á. Thì cái này là đang chuẩn bị đưa vô hoạt động thôi, chứ chưa có Yến, chưa có thu hoạch nha anh chị. Cái này thì cũng khoảng chắc cũng mấy năm nữa mình mới có thể thu hoạch được á. 6 tháng là chỉ mới có Yến vô ở thôi. Đó, bên đó là trường trường tiểu học Đông Hòa nha anh chị. Trời ơi, nhà quá là đẹp luôn bây giờ. Không biết diễn tả làm sao luôn á. Ở đây thì mình có 3 phòng ngủ nha. Đây là phòng ngủ thứ nhất nè. Cũng có cửa sổ luôn, nhìn ra rất là thoáng luôn nè. Mình có thể nhìn qua bên trường học, nhìn ra ngoài đường tỉnh lộ luôn nè. À, phòng ngủ là có toilet riêng luôn nha. Đây, bên đây là có toilet riêng luôn ha. Phòng thì rất là sáng, rất là đẹp luôn. Gạch này dán cao chắc cũng khoảng 2,5 m á anh chị. Em thấy nó cao lắm. Đó là phòng ngủ thứ nhất nha. Thì ở bên đây là phòng ngủ thứ hai nè. Nói chung là phòng ngủ nào em thấy nó cũng rộng, cũng đẹp hết trơn á. Phòng ngủ nào cũng có toilet riêng hết nha. Đây. Đó, phòng ngủ là có toilet riêng hết nha. Có cửa sổ nhìn ra bên hông luôn nè. Yến kêu quá trời luôn. Đây, nhìn qua bên hông nè. Ở đây là bách hóa xanh nè. Bên đó là thế giới di động, điện máy xanh rồi đó. Đó, ở đây là trạm y tế ủy ban nè. Nói chung là nhà mình là ngay trung tâm của xã Đông Hòa luôn. Vị trí rất là đẹp luôn ha. Rồi, mình sẽ đi qua bên phòng ngủ. Mình sẽ đi qua bên phòng ngủ thứ ba nha. Đây, chỗ cái phòng ngủ bên đây nó còn rộng rãi hơn nữa nè. À, phòng ngủ ở bên đây hả? À, có toilet luôn. Đây, nói chung là phòng nào cũng có toilet riêng hết nha. Phòng nào cũng có cửa sổ để nhìn ra bên hông hết á. Bàn này để chiều chiều mình có thể ngồi đây mình đọc sách nè ha. Tối mình cũng có thể ngồi đây mình ngắm sao, ngắm trăng đồ luôn, rất là đẹp luôn á. Đó. Cái này là sơn anh chị ơi. Sơn hoa dán gì đó. Nhưng mà nói chung là rất là đẹp ha. Cửa nè, nói chung là cửa gỗ còn mới tinh luôn á, bóng loáng luôn á. Đây, đây là một cái khoảng trống để làm phòng thờ rồi ha. Nói chung là nhà của mình vị trí rất là đẹp mà nhà cũng rất là đẹp luôn nữa. Rồi thì bây giờ mình sẽ đi ra ngoài ban công nè. Đó, đây là ban công của mình đây. Đó, rất là nhiều. Nói chung là nhà vị trí đẹp ha. Đó, ở đó là đi vô chùa nè. Rồi ngay chỗ này là ủy ban nè. Nó có chủ ủy ban rồi nè. Nói chung là vị trí đẹp ha anh chị. À, có thể là nó em đi buổi chiều. Em đi buổi chiều cho nên là em thấy có chỗ nó cũng hơi bị tối tối. Nhưng mà ở ngoài nhà mình rất là đẹp luôn. Thì em xin nhắc lại nha, nhà của mình á là à nè anh chị coi là dán gạch lên tới nóc luôn nè. Cái này là xây rất là kiên cố, rất là chắc chắn luôn. Thì cái phần này về anh chị có thể thêm một lầu, hai lầu hay ba lầu gì nữa, nói chung là được hết luôn á nha. Thì tổng diện tích nhà là 230 m². Thì 230 m² này á là đã trừ cái phần hành lang lộ giới ra rồi nha. Hành lang lộ giới và hành lang bảo vệ kênh. Thì tổng dạ có, nãy em có quay. Dạ, thì tổng diện tích á là 230 m², đất cây lâu năm, chủ kêu giá là 13 tỷ, giá cả là mình sẽ gặp trực tiếp với chủ để thương lượng luôn. Thì cái phần đó mình thương lượng thì thương lượng giấy tờ, với lại mà anh chị muốn lên thổ cư á thì mình thương lượng chủ sẽ phụ thêm phần tiền thổ cư cho anh chị nha. Em nghe nói là thổ cư ở đây là 1,6 triệu một mét vuông á. Rồi thì để em sẽ mở định vị cho anh chị xem ha. Nhà đẹp quá, hoành tráng lệ luôn á. Cái này về anh chị có thể mở ra anh chị kinh doanh mua bán nè, đại lý bia, nước ngọt hay gì đó. Hiện tại thì ở đây là anh chị chủ là kinh doanh mua bán gạo nha.
thì nhà của mình là sẽ nằm ở hướng Tây nha. Đây, nhà là nằm ở hướng Tây ha. Đây, nhà mình nằm ở vị trí rất là đẹp luôn. Anh chị xem nè. Đó, ngay cái chỗ mà độ chính xác thấp này là vị trí nhà của mình á. Sát bên là nè, nó nhà của mình ha, sát bên là siêu thị nè, chợ Đông Hòa nè ha. Bên đây thì có chùa đồ luôn nè, ủy ban nè ha. Nó quán cà phê, quán ăn đồ. Ở đây là sẽ đi dài dài ra ngoài quốc lộ nè. Rất là đông, rất là sung túc luôn ha. Nè, trường tiểu học Đông Hòa là sát bên nhà mình luôn nè, nó sát chết nhà mình luôn. Trường tiểu học, trường cấp 1, cấp 2 là có đầy đủ hết nha. Còn cấp 3 thì anh chị có thể ra ngoài Vĩnh Kim ha. Vị trí rất là đẹp luôn. Thì mình đi chợ, đi trường học là mình đi có mấy bước là tới rồi ha. Thì ở đây á, em sẽ xem thử nha. Từ vị trí nhà mình á, mà mình về tới thành phố Mỹ Tho là khoảng 13 cây số nha. Đây, mình đi khoảng 18 phút thôi là mình sẽ về tới thành phố Mỹ Tho. Còn mà từ vị trí nhà của mình á, mình về tới bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh á, trung bình là khoảng 65 cây số nha. Mình đi xe là khoảng 1 tiếng rưỡi là mình sẽ về tới bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh ha. Rồi thì em xin nhắc lại một lần nữa nha. Nhà của mình á, là nằm ở xã Đông Hòa của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Nhà là nằm trên mặt tiền đường tỉnh lộ 876 luôn. Vị trí rất là đẹp, rất là thích hợp để mà anh chị mở ra kinh doanh mua bán hoặc là cho thuê cũng được luôn. Nhà là sát vách là Bách Hóa Xanh nè. Rồi sát bên nữa là có trường tiểu học Đông Hòa nha. Rồi đi qua mấy bước nữa là sẽ tới trạm y tế nè, ủy ban của xã Đông Hòa, chợ Đông Hòa, rồi Thế Giới Di Động, Bách Hóa Xanh đồ đó. Nói chung là có đầy đủ hết luôn. Anh chị đi tầm khoảng mấy chục mét là tới à ha. Nhà thì tổng diện tích đó là 230m2. Thì 230m2 này là đã chưa có tính cái phần hành lang lộ giới nha. Cái phần hành lang lộ giới ở ngoài đây là chưa có tính vô á. Thì đất cây lâu năm, chủ kêu giá là 13 tỷ. Giá cả thì khi anh chị đi xem á, em sẽ nhờ anh chị chủ ở nhà để mình gặp trực tiếp với chủ nhà để mà mình thương lượng giá cả luôn ha. Nhà thì xây rất là hoành tráng, rất là kiên cố luôn. Một trệt một lầu, trong đó là có một căn nhà yến luôn. Thì cái này về anh chị muốn lên mấy lầu nữa thì lên thôi ha. Còn phần thổ cư á, thì anh chị muốn lên thổ cư á, thì anh chị chủ nhà sẽ hỗ trợ và sẽ phụ thêm cho mình cái phần tiền để mà mình lên thổ cư nha. Ngày xưa á, anh chị chủ nhà định là cất để ở cho nên nó là không có lên thổ cư, với lại là cũng hết vốn để lên thổ cư rồi anh chị ơi. Làm cái nhà hoành tráng xong hết vốn rồi, rồi bây giờ cần tiền để làm công việc cho nên là phải bán á. Cho nên là cái phần thổ cư, nếu như mà anh chị muốn lên thổ cư á, thì khi mà anh chị mua á, mình đặt cọc xong rồi anh chị chủ nhà sẽ hỗ trợ cho mình để lên thổ cư ha. Chứ bây giờ là anh chị hết tiền để lên thổ cư rồi. Rồi thì anh chị nào quan tâm á, thì mình liên hệ cho bên chị Huyền Trang nha. Em dẫn đi xem nhà. À, mà nhà này nè, em quay rất là kỹ luôn, với lại vị trí rất là đẹp mà rất là dễ tìm á. Nếu lỡ mà anh chị có tìm tới đây mà gặp chủ á, có chốt, có mua được thì nhớ cho bên tụi em hay với nha. Để tụi em có hoa hồng nữa. Cảm ơn anh chị nha. Rồi thì anh chị nào quan tâm thì mình đi xem trực tiếp luôn ha. Cảm ơn anh chị đã xem video của em nha. Bye bye. Anh chị ơi, em mới nghe anh chị chủ nhà nói á, là cái phần thổ cư của nhà mình á, là anh chị đồ đã đo, đã có giấy tờ xong hết rồi. Bây giờ chỉ đóng tiền nữa là xong. Nhưng mà anh chị kẹt vốn xây nhà đẹp quá, hết tiền đóng thổ cư rồi. Thì anh chị nào mà về mua thì mình sẽ gặp trực tiếp với anh chị chủ nhà luôn. Rồi cái phần thương lượng giá thì sẽ thương lượng xong rồi anh chị sẽ bớt cho anh chị chút đỉnh để mà mình có thể lên cái thổ cư nha. Giá là 1.6 triệu một mét vuông phải không anh? Giá là một thổ cư ở đây là 1.6 triệu một mét vuông nha anh chị. Rồi thì cảm ơn anh chị đã xem video của em nha. Em quay xong rồi em định đi về mà em anh chị chủ nhà nói là cái phần bên hông này nè, đi xuống phía sau xong rồi quay lên cái nhà yến đồ này kia rất là đẹp. À đây nè, cho nên là em sẽ đi xuống đây để em quay cho anh chị xem nha. Dạ. À giống như là nhà mình như được hai mặt tiền luôn đó anh chị. Chỗ anh chị xem nè, cái nền mà anh chị chủ nhà đổ rất là cao luôn á. Tính ra là em cao 1m55 mà cái nền này đổ muốn 1m rưỡi luôn rồi đó anh chị. Cao ghê luôn á.
Dạ. Đó anh chị xem. Dạ. Trời ơi, cái nền của anh chị là cao bằng nửa cái nhà của người ta luôn rồi nè. Rồi cái tiền đổ nền với lại mà dán gạch lên tới nóc thôi là hoành tráng rồi. Ok. À, cái này giống như mình thêm được một mặt tiền nữa vậy đó ha. À, ở dưới đây mình nhìn lên nó sẽ đẹp hơn nè. Hồi nãy là em quay ở phía mặt tiền đường tỉnh lộ vô, cho nên là chỉ thấy được cái phần nóc một chút xíu thôi. Thì anh chị chủ có chỉ em là đi xuống đây là sẽ thấy rõ hơn. Thì đây nè, đó là cái nhà yến của mình ha, nguyên căn nhà của mình rất là hoành tráng luôn. Dạ, đó. Nó bắt đầu yến chuẩn bị bay về nè anh chị. Đó, mình mở máy gì đó để thu hút cái tiếng của tiếng yến kêu, xong rồi bắt đầu yến nó sẽ gom về ha. Đó, từ từ nó sẽ làm tổ vô đó. Rồi, rất là đẹp luôn. Trời ở đây là anh chị xem nè, quay một vòng 360 độ là thấy căn nhà mình ở đây là hoành tráng lệ nhất luôn á. To bự nhất luôn nha. Dạ đúng rồi, em thấy nó muốn bự nhất của cái Đông Hòa này luôn á, hoành tráng nhất luôn á, rất là đẹp luôn. Đó, rồi.